chào các bạn. Các bạn đã bao giờ thấy cây cà phê bơ lần nào chưa? Hôm nay mình sẽ review cho mọi người thấy cây cà phê mà ra trái là bơ. Ôi trời, con kiến nó cắn. Ây dạ. Chắc nói xạo quá, bị kiến cắn rồi. Đây, để mình cho mọi người xem cây cà phê mà ra mà trái cà phê, không phải là trái cà phê nữa mà là trái cà phê, là trái bơ. Đây là cây cà phê đây các bạn. Đây chính là cây cà phê. Đây. Và đây. Đây, 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 đây. Đây. Cà phê. Đây là trái cà phê còn xanh. Và bên cạnh đó là nó ra cả trái bơ nữa. Đúng là cây cà phê này đột biến rồi. Nó chạy kiến cắn. Cây cà phê đột biến này các bạn. Này. Trái này. Trái to luôn này. Ghê thật. Đấy. Thấy chưa? Đây đây đây. Trái này. Cà phê mà ra trái bự quá trời bự. Nhiều trái luôn. Đây đây đây. Ây chà, chà chà. Chà chà. Quá trời trái. Đây nữa này. Thấy mọi người thấy không? Ui chà chà chà. Đã chưa? Đây. Cà phê bơ đây. Thôi. Trái nó già rồi. Hãy cắt luôn cả lấy cái này. Ừ. Đây, bẻ nha. Đó. Già rồi. Cái trái này cũng già. Ừ. Quả này nó mềm mềm luôn rồi mà. Cà phê bơ này các bạn. Đây chính là cà phê bơ này. Wow, wow. Rồi, hái luôn. Phiu phiu phiu. Chín chứ. Ôi trời. Dập mất. Cà phê bơ. Ôi. Chết rồi. Mấy con sóc nó ăn hết trơn rồi. Ây chà. Này các bạn. Chưa to chưa? Ồ. Bên đây có mấy trái này. Nhặt đi bạn. Này. Trái đó còn nguyên. Bên này nữa này. Đó, trái đó to đó. Ui chà chà. Trái này ăn được nè. To nha. Trái mình nó không lấy hả? Trái đó bị con sóc ăn rồi. Giờ trẻ ăn được mà. Ôi. Bơ to quá mà nó ăn hết trơn rồi mọi người ơi. Tiếc thật. Hả? Ừ lấy đi. Hả? Bạn đồng hành của mình tiếc quá các bạn ơi. Bạn đồng hành của mình nói là trái bơ này vẫn còn ăn được. Thôi cứ để cho bạn ấy cầm về nè. Lấy đi. Không xách giỏ. Ôi mình ra chế quá nó rụng hết rồi. Đó, cái đó đó. Tôi coi cho mọi người coi cái to. Wow. To dữ. Wow. Ui. Cái này không ăn được. Ôi ơi. Không lấy vỏ. Trong này có một trái này các bạn. Oh chà. Lấy đi bạn. Ôi giời. Wow. Trái này cũng to đấy. Để coi nào. Wow. Để lâu quá nó bị hư. Cái to lắm các bạn. Bơ này ăn dẻo lắm. Bơ dẻo mà rất là to. Trái to. Sau lưng mình đây là cây bơ 3034. Gì? Đâu phải 034 chứ. Bây giờ các bạn. Trái bơ 034 này. Rụng nhiều lắm. Ây da. Đây nữa này, cái rụng nó bị hư. Ừ. Ôi trời ơi. Đây,
cho mọi người coi này. Con sóc nó ăn luôn trên cây nữa các bạn. Cái bờ to thiệt là to này. Nè, sóc nó ăn luôn. Ghê thật. Cái bờ to lắm, bờ không trái này. Này, nó ăn luôn này, thấy không? Ờ, ừ, thấy chưa? Tiếc ghê không? Chà, mấy trái này không hái là nó bắt đầu hư hết rồi này, nó nứt luôn mà. Ừ, tiếc ghê, cái to lắm. Dạ. Ừ. Hai trái thôi. Ui, chơi một con này. Ua, to đấy. Rồi, ok. Này các bạn, trái rất là to. Mà nhiều quá không ăn nổi. Bơ 034 lột vỏ rất là dễ nha mọi người. Cái quả này là mình mới đi nhặt. Mình ăn ăn ké của con sóc thôi. Bỏ mất một nửa rồi. Công nhận quả bơ này ngon thật. Ngon lắm, quả bơ 034 này ngon đấy. Dẻo ghê. Ngon lắm. Hèn gì mấy con sóc nó chọn những quả này nó ăn là đúng rồi. Nếu mà đúng ra 034 mà để thực sự mà chín trên cây, đừng hái non, ăn rất là dẻo nha các bạn. Ủi cắn chân kìa. Ông mới đổi vị trí rồi. Mình nó chưa chín lung. Lung hư. Ừ. Ta chân tố rồi. Cả vỏ. Ai? Hả? Ăn nhiều quá. Tao gửi đi. Đá ra mà em coi ngứa quá. Đây, thành quả đây. Được mấy lá sâm sâm. Được quả bắp chuối. Và một rổ bơ. Đó, một giỏ bơ chứ. Ui, bơ đã chưa. Bơ này toàn bơ rụng không à. Cái bơ rụng không à. Đã chưa, bơ này dẻo lắm. Không, bơ này bơ 034 này ngon lắm. Cái bơ này bữa này mới ngon. Thế nào cho đấy chờ bá lửa đây nè. U chà. Quá trời này. Đây. Đã chưa?